Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị một cánh đồng toàn là hoa màu trắng. Thưa quý vị có nhận ra đây là hoa của cây gì không ạ? Đây, để tôi zoom lại gần một chút xíu để quý vị xem nha. Chắc một là một số vị đã nhìn ra đây là cây gì phải không ạ? Đó, quý vị thấy nó đẹp không? Nó mọc như là nguyên một cái khu luôn, rộng bao la bát ngát, toàn một màu trắng. Đó, xin giới thiệu quý vị, đẹp quá quý vị ha. Và đúng như quý vị đã nhận ra, thưa quý vị, đây là hoa của cây hẹ đó quý vị, cây hẹ mình ăn đó quý vị. Đây là một khu đất cỏ hoang, nó mọc cỏ hoang đó quý vị. Xong rồi cỏ hoang nó xấu xí quá nên chúng tôi thảy cái hẹ vô đây. Và thưa quý vị, cái hẹ nó đã mọc lên và nó lấn át hết tất cả những cái cỏ dại không mọc được luôn quý vị. Và thưa quý vị, đây là nó cho chúng tôi một cái nguyên một cái khu rộng hoang là hẹ. Và quý vị quý vị thấy bông bông hẹ mà màu trắng nó nở đều như thế này nhìn cũng rất là đẹp phải không quý vị? Đó, xin quay và cũng chia sẻ với những quý vị nào yêu thích hoa màu trắng. Và thưa quý vị, đây là hoa hẹ. Hoa hẹ nhìn cũng đẹp đó quý vị ha, đâu có xấu đâu. Và thưa quý vị, đây là một cái góc khác của khu vườn đó quý vị. Chúng tôi cũng bỏ hẹ vô để nó mọc lấn át hết những cái cỏ khác. Và quý vị thấy, à đây là cũng là hẹ nở hoa, quý vị thấy đẹp không? Đây là cho những ai thích hoa màu trắng, hoa hoa hẹ. Và thưa quý vị, ở dưới kia cũng là một cái khu vực hoa dại. Và như quý vị thấy, chúng tôi đang gieo cái hoa mắt huyền đó quý vị. Tức là sau cái đám hoa hẹ này thì chúng tôi sẽ có một cái, nghĩa là một cái đám, nó sẽ lan tràn hết một cái đám. Và cái chỗ như bây giờ quý vị thấy là còn cỏ hoang đây quý vị, thì chắc không ít lâu nữa thì tất cả cái đám này là chúng tôi sẽ cho nó một hoa màu vàng hết quý vị. Tức là sau cái đám màu hẹ màu trắng này thì sẽ là một hoa mắt huyền màu vàng. Thì quý vị thấy đây, cái góc này chúng tôi cũng đang gây cái hoa mắt huyền màu vàng, quý vị thấy đó. Đây là cái đám cỏ dại sau sân nhà đó quý vị. Và ở đây chúng tôi có một cái thùng màu đen, thì đây là cái thùng mà để mình làm cái compost đó quý vị. Đó, ở đây quý vị hẹ nữa đó, quý vị xem đó là một cái khu vườn, cái miếng đất dại ở phía bên này của chúng tôi, phía bên này của cái thùng compost đó thưa quý vị. Và tôi đứng phía bên này, tôi quay để quý vị xem toàn thể cái đám mà chúng tôi trồng hẹ. Ở phía bên này chúng tôi có một đám hẹ quý vị, xong rồi tới cái thùng compost, xong rồi tới cái đám hẹ phía bên kia mà nãy tôi vừa mới quay ở bên kia để quý vị xem đó. Thì cái chương trình của chúng tôi là ở đây là chúng tôi sẽ trồng hẹ, xong rồi thì chúng tôi sẽ trồng tới bao la bát ngát là hoa mắt huyền quý vị. Và sau đó rồi thì chúng tôi sẽ trồng tới cornflower và cái hoa màu vàng đó quý vị. Thành ở đây nó không phải là vườn của mình, nó là một cái khoảng đất trống không, thì chúng tôi sẽ trồng hoa cho nó mọc dại tự nhiên luôn quý vị, thì nó cũng sẽ rất là đẹp. Thay vì để cỏ mọc thì chúng tôi sẽ trồng những cái loại hoa này. Để những cái hoa này thì nó cũng là loại thiên nhiên thôi, mà nó cho hoa mình rất là đẹp. Như bên này quý vị cũng thấy là chúng tôi cũng đang gây một đám hẹ ở phía góc bên này. Đây, để zoom lại quý vị xem. Đó, thì đây hẹ đây nó cũng đang ra hoa rất là đẹp. Đó, quý vị xem. Nếu mà mình trồng hoa mà mình trồng nó bạt ngàn đó quý vị, thì nó cũng đẹp lắm. Mặc dù nó là hoa huệ, hoa hẹ phải không ạ? À, xin giới thiệu với quý vị, bạt ngàn hoa hẹ. Một ít lâu nữa thôi, chắc khoảng một năm nữa, thì một cho đến hai năm nữa thì chắc là tôi sẽ quay lại cái video clip cho cái chỗ này để quý vị xem. Lúc đó quý vị sẽ thấy là bạt ngàn hoa hẹ, bạt ngàn hoa mắt huyền và bạt ngàn hoa flox màu hồng hay là cornflower màu hồng.
lúc đó sẽ chia sẻ với quý vị nha. Và bây giờ tôi xin dừng cái video Bạt Ngàn Hoa Hẹ ở đây. Chúc quý vị một ngày vui vẻ, mọi việc tốt đẹp. Xin chào quý vị. Xin chào.